Hai, tiếp tục cuốn chả giò. À, đi rửa xe, lấy đồ trong kho về, xong lại tiếp tục cuốn chả giò. Hôm qua là mình chiên được một tô bự, hôm nay lại tiếp tục nữa. Mình sẽ lấy cái tô mình chiên rồi rồi cho các bạn xem nha. Sau khi mình ăn tối xong rồi còn một tô. Cái này mình ăn chắc chừng 3 bữa nữa là hết luôn, tại vì mình ăn vả mà, ăn với rau chứ không có ăn với bún gì hết. Một người á mà ăn hết một tô này trong vòng 3 ngày, hay phải là 3 ngày mà 3 bữa 3 bữa chứ không phải 3 ngày. Bây giờ thì mình lại tiếp tục cuốn tiếp tập 2, ngồi nói chuyện dốc. Hôm nay nắng đẹp, bà con đi tảo bộ rất là nhiều. Mình rửa xe rồi, thơm lắm luôn á. Bây giờ tiếp tục cuốn nữa. Đây, một thố bằng ngày hôm qua. Lại tiếp tục nữa. Thịt còn đỏ hồng luôn. Vẫn còn tươi. Tại vì ngày hôm qua nó cái cục thịt mình nói đó, xong mình đem ra trời, ở ngoài ban công mình để. Tại vì ban đêm á, bây giờ nó là mùa xuân, ban ngày thì nắng ấm nhưng mà ban đêm vẫn còn lạnh lắm. Thì cái nhiệt độ lạnh đó thì nó làm cho cái thịt nhìn vẫn còn tươi ngon, đỏ hồng luôn. Thịt mà đỏ hồng như vậy là thịt tươi ngon, thơm luôn, thơm mùi tỏi nè, mùi thơm mùi tỏi, mùi dầu mè. Giờ lại tiếp tục tập 2. Hôm qua mình chiên rồi, mình ăn rồi, ăn vả, không có ăn với bún với gì hết. Đó. Vừa ăn luôn, rất là ngon luôn. Hôm nay lại tiếp tục. Mỗi lần mình làm á, công mình làm á, mình làm một lần cho nó đáng luôn, ăn cho nó đã luôn. Mỗi lần ngồi mình làm biếng lắm, mỗi lần mà cuốn mình làm biếng, cho nên á mỗi lần mình làm á làm nhiều như vậy nè, ăn một lần cho nó đã luôn, ăn cho nó ngán luôn, xong cả mấy tháng sau mới ăn lại một lần nữa. Đây, hôm nay mình có cái thô đỏ nè, nhúng nè, nguyên cái bánh tráng nó nằm ở trong đó luôn đó. Thì nó nhanh hơn. Hôm bữa mình làm cái thố nhỏ quá đó, đó mình phải trăn trở cái miếng bánh tráng. Bây giờ thì mình lấy cái tô bự. Hôm qua thì mình chiên xong. Nó không có dăng, không có bắn mà không có dính. Đó, rất là nhanh. Tại mình làm không có mập á, cho nên chiên rất là nhanh. Mình chỉ ăn vả thôi. Mà no đó, mình ăn hình như là một cái cuốn size cỡ này nè. Mà hôm qua mình ăn hình như là 8 cuốn á.
8 cuốn như vậy á, no luôn. Không ăn bún, không ăn với bún, vừa luôn, mình không có làm nước chấm gì á, ăn vã vậy thôi á. Nhưng mà khát nước, không thấy mặn mà sao khát nước nha, tại vì nó có bánh tráng á. Khát nước, mình mở nguyên một hộp nước dừa, uống hết một hộp đó luôn á, nguyên đêm á. Ở bên đây nó cũng không có dừa tươi, nhưng mà nó có dừa hộp, uống rất là ngon như dừa tươi. Đây là loại dừa này nè. Đó, một hộp vậy nè, tối hôm qua mình uống còn chút đó. Mà uống ngon như dừa tươi vậy, nếu mình để đông lạnh uống ngon như dừa tươi vậy á. Mà mỗi lần mình mua vậy là mua cả thùng. Một thùng nó tới như 12 hay 12 hộp gì đó. Mình uống nên không có nhớ Việt Nam. Thấy cây dừa Việt Nam nhưng mà không có nhớ lắm, tại vì bên đây có bán. Cho nên mình uống thoải mái. Mình mua lần cả thùng. Một thùng như vậy hình như có 200 mấy á. 200 mấy là chưa có tính tiền mâm á. Vô mông hình như cũng chỉ có gần 300 thùng, tức là khoảng gần 30 đô. Khoảng 30 đô một thùng 12 cái lọ như vậy. Mình ở có một mình á, cho nên uống lâu hết á. Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng uống nước dừa. Mình uống những nước khác nữa. Như đây nè, nó đây là dừa, nước dừa nguyên chất nè. 100% nè. Rất là ngon. Ăn chả giò xong uống nước dừa, còn gì sung sướng bằng nữa. Hôm qua mình có kể đó, là mình có đặt mua cái máy hâm nóng á, cái tủ hâm nóng á, tủ mini hâm nóng thức ăn á, hâm nóng bánh, hâm nóng chả giò vô cho một cái, hay là hâm nóng pizza cũng được. Cái tủ đó là như là bề ngang là 80 cm, bề cao cũng 80 cm, rồi bề sâu vô hình như là 35 cm, 30-35 gì đó mình không nhớ. Thì cái tủ đó thì mình nó lên tới 80 độ lận, 80 độ, mà nó tới 1000 watt. Đó. Như mình làm chả giò như vậy xong á, thì mình để vào cái tủ đó mình bật điện lên, đó, thì chả giò nó cứ nóng hoài thôi. Cái đó là những cái tủ để cho những cái bếp siêu á, nó bán. Nhưng mà mình mua cái này là để mình xài ở nhà, hoặc là mình mang lên sở bữa nào mình làm món ăn gì nóng đó, rồi còn không thì để nhà xài. Nếu trong tương lai mà mình mở tiệm á, mở siêu á, thì mình sẽ dùng đến nó. Có nghĩa là mình bắt đầu đầu tư từ từ, từng món một. Mình cũng vô mình tìm xem mình mướn cái địa thế nào, nhưng mình chưa tìm được địa thế nào ngon, rẻ, thuận tiện, gần nhà, chưa tìm thấy được. Mà hiện giờ mình cũng có công ăn việc làm, cho nên chuyện đó cũng không gấp gáp lắm. Nhưng mà nếu mình mua được cái gì thì cứ mua lần lần để đó, rồi đến lúc mình tìm được địa thế là mình chỉ đưa đồ ra thôi. Cái gì chứ chả giò bên đây bán chạy lắm, thì đương nhiên là chả giò bán thì phải độn, rồi độn thêm rau bắp cải rồi vô đó. Mà mình làm ở nhà thì không có độn ngon lắm, qua mình ăn ngon. Một mình thôi, mình làm ăn có một mình thôi.
Mình cũng đặt mua, hồi xưa mình có cái nồi chiên, nhưng mà cái nồi chiên đó nó cái loại cũ á, nó không có cái hệ thống mà đổ dầu ra, cho nên mình đặt mua một cái nồi chiên bằng điện rồi. Cái nồi chiên loại mới này á thì nó có cái hệ thống mà cái hệ thống mà thoát thoát dầu ra, cho nên mình dễ chùi dễ rửa. Cái cũ của mình bán nha, mình bán luôn cái đó rồi, cho người ta luôn rồi. Mà cái mình mua này á là nó chứa tới 16 lít dầu, mà tới 6.000 watt, có nghĩa là rất là máu nóng. Nó nóng nhanh như vậy thì nó mới giòn. 6.000 watt 16 lít mà có hệ thống thoát dầu. Có nghĩa là khi mình chiên xong á, cái dầu cũ á mình mở cái ven á là dầu nó chảy ra. Rồi mình chỉ nhấc cái hệ thống nóng chiên á lên thôi, và mình có thể rửa sạch sẽ. Thì mình đặt mua rồi, nó chưa có về, nó chưa có gửi, tại mình đặt vào ngày lễ Phục sinh á, cho nên nó chưa có gửi cho mình. Nồi á, mà để mà chiên chả giò á thì nó khác, mà cái nồi mà để mình chiên bánh á, bánh donut á thì nó lại khác, nó không có giống nhau. Nhưng mà mình từ từ, mình chưa làm donut lần nào hết, để mình thử đã. Mình thử mình làm được thì mình mới mua cái nồi chiên bánh donut. Trong sở làm nó cứ biểu mình là, nó cứ nói, nó không có biểu nhưng mà nó cứ nói hoài, thì tao nhớ món chả giò của mày là tụi bay lắm á, của mày lắm á, hay của cô lắm á, cô có thể làm chả giò lại được không? Nói ừ, mình không có làm, chưa làm, chứ lại không làm. Cái này là mình làm cho nhà mình ăn thôi. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, với lại là ngày cuối của ngày lễ, cho nên bao nhiêu người hối hả tận hưởng cái ngày nghỉ cuối cùng trước khi đi vô đi làm lại. Nhưng mà đến tháng 5 á, ở Na Uy này cũng rất là có nhiều ngày lễ. Ngày 1 tây tháng 5 là ngày lễ lao động nè, ngày 17 tây tháng 5 là ngày ngày lễ Quốc Khánh nè. Đến tháng 7 cũng có nhiều ngày lễ lắm. Rất là nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà đại khái cũng có ngày lễ. Hiện giờ mình có một ước mơ là đi Mỹ. Lâu lắm rồi mình chưa có đi Mỹ lại. Mình muốn đi California. Nhưng mà mình đang đi làm mà sao đi được. Mình nhiều lần mình đi Mỹ, đi Cali á, thì mình đi vào lễ Noel đó. Thường thường á, những lúc ngày đó, ngày nghỉ lễ đó nó mới nhiều mình mới đi được, thì đi ngày nghỉ nó mới lâu. Nhưng mà ở bên Mỹ đó, ở Cali, dù là ở Cali nha, San Diego nha, mà đến mùa Noel á cũng cũng lạnh lạnh á, chứ không có ấm lắm đâu. Có nghĩa là tối đến á nó cũng lạnh lạnh. Đêm nếu mình đi ra biển á thì nó cũng có gió và sóng nhiều lắm. Không có ai tắm biển vào mùa Noel ở bên ở California hết á.
Cái lần cuối cùng mình đi lúc đó thì cũng hơi lạnh, gió nhiều lắm. Chỉ khoảng trưa trưa á, thì trời nắng ấm thì có thể đi tảo bộ trên bãi biển được. Giờ ăn trưa hay là trước giờ ăn tối á, chứ tối tối đến á thì nó cũng gió lạnh lắm. Nhưng mà ngược lại thì ở Thái Lan á, mùa Noel á thì thoải mái vô cùng, có nghĩa là nó không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm. Đó. Biển á, thì nó cũng có hơi gợn sóng nhưng mà không có đến nỗi nào, có nghĩa là mình vẫn tắm được. Thì Noel á là chỉ có đi Thái Lan là sướng nhất. Việt Nam mình á thì cũng chưa tắm được đâu. Mùa Noel á, như vừa rồi nếu mình đi Phú Quốc, vừa rồi mình đi mùa Noel á thì mình phải, nó có hai bãi, bãi trong á, trong cái vịnh á, cái vịnh giữa Việt Nam và Thái Lan, Campuchia á, nếu mình ở hướng đó đó thì mình có thể tắm được, là nước nó êm ấm. Chứ còn mà mình ở cái phía bên cái dãy mà phía cái biển nước và phía bên ngoài á thì là cũng gió sóng nhiều lắm, không có tắm được đâu. Cho nên nếu mà ai mà muốn đi tắm biển vào dịp Noel á thì nên đi ra Phú Quốc. Ra Phú Quốc thì phải ở trong cái phía tắm phía bên bãi biển, phía trong cái vịnh á. Giống như Vũng Tàu mình thì có bãi trước bãi sau cái gì đó. Thì cái kỳ vừa rồi mình đi ra Phú Quốc, mình tắm biển nguyên một tuần lễ trước khi mình về. Nước rất là êm, nước rất là cạn á, không có sâu, đã lắm. Tại vì nó cũng nằm gần Thái Lan mà, cái vùng biển đó là vùng biển cũng nằm trong 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 vùng cái vịnh trong cái Thái Lan. Nhớ thì nhớ Mỹ thiệt, nhưng mà cái đồng đô la của bây giờ, hồi xưa mình 1 đô la là 5, hoặc là sau này lên 8, bây giờ 1 lên 9, 10, thành là đi Mỹ cũng hơi mắc. Mắc là mắc so với người ngày xưa, nhưng mà cũng mắc hơn so với nếu mình đi Thái Lan. Nếu mà mình có ngụ ý là mình đi để mình nghỉ giải lao á, không bon chen á, nghĩa là mình đi tới những chỗ nào để mà mình thư giãn á, thì để tắm biển, ăn những món ăn Á Châu rẻ, thì cái mùa Noel thì chỉ có đi Thái Lan. Chứ còn đi Mỹ thì vật giá bây giờ bên Mỹ cái gì cũng mắc hơn ngày xưa. Khi mình chiên á, mình thấy hai cái đầu này nè, nó vàng nè. Đó. Hai cái đầu này nó có vàng là mình lấy ra được rồi. Mình đừng có để đến hai cái đầu này nó đen. Hai đầu này nó vàng á, hai đầu này nè mà nó vàng á thì là cái chả giò nó vừa chín tới rồi. Và mình có thể lấy ra được rồi. Và nếu mình sau này, tại vì mình còn mình chiên để mình để dành mình ăn từ từ đó, thì hai cái đầu nó vừa vàng là mình lấy ra. Tại khi nào mình ăn mình hâm lại đó, đó thì nó vừa 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 ngon, cái thịt nó không có khô. Chứ nếu mà mình để hai cái đầu nó vàng đậm hoặc nó cháy rồi á thì có nghĩa là ăn nó giòn ngon, nhưng mà chỉ ăn liền tại lúc đó thôi. Chứ còn mình để mà mình hâm lại cho lần tới mình ăn á thì cái cuốn chả giò nó bị khô. Ngày hôm qua mình nói là mình cuốn đợt 1 xong rồi tí nữa rảnh thì mình cuốn đợt 2. Mình cuốn xong rồi mình chiên xong rồi mình ăn 8 cuốn xong. Ngon quá.
hai mắt cái ríu lại luôn, buồn ngủ. Hôm qua 9 giờ tối là mình đã gáy khò khò rồi, ngủ rồi. Khoảng 9 giờ. Đó. Rồi tự động đến giờ 4 giờ rưỡi, 5 giờ cũng thức giấc. Nhưng mà mình biết là hôm nay mình được nghỉ, cho nên ngủ cũng được tới tới 6 giờ rưỡi sáng là thức giấc rồi. Nằm nướng tới 7 giờ. Rồi cũng ra khỏi giường. Có muốn ước mơ ngủ tới 11, 12 giờ cũng được. Ngày mai là đi làm rồi, 4 rưỡi là phải dậy. Chứ làm sao mà có chuyện ngủ tới 11, 12 giờ được nữa. Người Na Uy họ cứ hỏi mình là cách cuốn chả giò làm sao. Đó. Cho nên mình làm cái video này để cho mấy người bạn Na Uy của mình á, họ biết á, cái cách cuốn chả giò làm sao. Với người Việt Nam mình thì đương nhiên cái này đâu có gì lạ đâu. Người Việt Nam ăn hoài và ăn thường xuyên. Nhưng mà tại vì người Na Uy á, họ nói mình cho họ cái off script để làm chả giò. Thì mình nói bằng miệng mà không có hình á, họ không có hiểu. Cho nên mình làm video này để cho họ xem. Đó, họ xem rồi họ bắt chước họ làm thì nó dễ hơn. Nó nhìn hình thì nó dễ hơn là lý thuyết. Mình thích đi Thái Lan là có những món ăn á, ngon á, nó hợp khẩu vị với mình. Đi Mỹ cũng có, đi Mỹ thì cũng có, nhưng vô mấy cái quán Việt Nam á, thì cũng có những món ăn đúng phong cách Việt Nam. Còn đi Thái Lan thì mình chỉ thích ăn mấy món Thái Lan, nó lạ miệng. Tại vì món ăn Việt Nam mình biết làm mà, mình đâu có thèm đâu. Chỉ có thèm món Thái là tự nhiên mình không biết. Mình nấu được món Thái nhưng mà không có đúng như người Thái nấu. Lần vừa rồi mình đi là Thái Lan, mình đi hãng business á, đi mình mua vé diện business á. Trời ơi, nó thoải mái thân thể của mình đến nỗi là mình khi mình xuống tới Thái rồi, mình không có mệt mỏi một tí nào luôn. Mình không có cảm tưởng rằng là mình đã trải một nghiệm một con đường dài mười mấy tiếng đồng hồ. Tại vì khi mà ra phòng đợi thì mình cũng ngồi trong lounge. Đó. Rồi lên máy bay thì mình ngồi, mình lên cái là mình ngã ghế ra mình nằm rồi. Được mời ăn champagne, món ăn nóng ngon nữa. Rất là thoải mái. Mình không có cảm tưởng là mình ngồi trên chuyến máy bay đường dài. Đó, bây giờ mình cũng thử mình vô tìm giá đó, nhưng mà không có rẻ như cái năm đó mình đi. Tại vì cái năm đó mình đi á là mình mua vé máy bay vào thời điểm corona, cho nên vé máy bay rất là rẻ. Tại có nhiều người người ta mua rồi đó, xong rồi người ta cancel đó, người ta trả vé lại, cho nên cái vé đó được bán ra lại lần nữa với cái giá rẻ. Tại vì cái người mà họ cancel đó là họ phải chịu cái tiền lệ phí đó, cho nên cái vé đó nó phải bán ra lần nữa cho ai muốn mua để mà đi, thì là gặp chúng mình mua, cho nên mình mua được cái giá rẻ, không phải là cái giá nguyên thủy. Tại cái giá nguyên thủy đó, thì người ta khi người ta cancel đó, người ta từ chối đó, ta trả lại thì người ta phải trả một cái tiền chi phí gì đó trong cái số vé đó, thì cái số tiền còn lại họ bán ra, thì mình mua trúng được cái vé đó rẻ. Mà trong thời điểm corona vé rất là rẻ. Bây giờ mà đi về Asia mà đi giá business đó, mà hãng mà France Airlines không á, cũng là 50.000, hơn 50.000 vừa đi vừa về. Lúc mình mua rẻ lắm, mình mua có 25.000 vừa đi vừa về. Bây giờ là trên 50.000 vừa đi vừa về. Không có giá rẻ nữa.
Giờ có nước đi economy thôi. Mà đi economy mệt lắm. Tại vì mình ngồi mấy tiếng đồng hồ á, mình không có ngã lưng ra được nên nó mệt lắm. Với lại trong cái phòng mà cái gian mà ngồi economy á, cái nó lượng ghế nó nhiều, tại nó hẹp á, lượng ghế nó nhiều, người nó đông, cái hơi thở của người ta thở ra nó bịt bùng lắm, nó ngột ngạt lắm. Đi làm business thì cái ghế nó bự, cái lượng người nó ít trong cái phòng đó cho nên nhìn nó thấy thoáng. Mấy năm nào mình đi chơi cũng đi vào dịp Noel đó. Đó, mà thông lệ đa số ai cũng đi vào dịp Noel cho nên á, có nhiều khi á, số lượng người đi nó cũng đông nữa, cho nên thường thường và thời tiết á, vào cái mùa đó nó không có được chuẩn đó, cho nên có đôi khi nó bị đình trệ những cái hãng máy bay á, hoặc là những cái chuyến bay nó bị đình trệ, phải ngồi chờ đợi máy bay trễ này nọ. Còn nếu mà mình mua for ticketing á, bảo hiểm á, thì nó có đình trệ thì nó cho mình đi ra hotel ở miễn phí, không tốn tiền. Thì đó là mình, tại mình có bảo hiểm. Có một lần lần đầu tiên mình đi về Việt Nam, lần đầu tiên mình đi về Việt Nam với chồng cũ của mình là anh Tiết á, cái bé Vân. Lần đầu tiên, chứ mấy lần trước mình cũng đi từ bên Nhật qua định cư Na Uy, mình cũng đi máy bay mà lúc đó mình còn bé, mà lúc đó mình đi có ba mình nữa, cho nên nó mình cảm thấy an tâm đó, là ba của mình lo cho mình. Thì lần đó thì mình cũng tự phải tự lo, rồi đi với chồng đó, rồi với con. Cái lên máy bay á, đúng là mình lúa đó, lên máy bay á, thì không chịu nhìn cái vé máy bay là mình ngồi chỗ nào, mà sợ nữa, cứ chạy tọt xuống cái hàng ghế cuối cùng, cuối máy bay luôn, ngồi chết gì đó. Thì ngồi chỗ của người ta, tới người ta tới thì người ta nói là cái chỗ của người ta làm sao mình ngồi. Thì cái cô nhân viên máy bay á, chiêu đãi viên á, thì cổ tới, thì cổ xem vé máy bay, thì cổ nói là vé mình ở phía trên kìa, đi lên trên nó ngồi, trên nó ngồi ngon hơn. Thì mình cũng không chịu, mình nói mình ngồi đây, mình nói thôi cái chỗ đó cho mấy cái người chỗ này ngồi đó đi. Không biết lúc đó sao mình sợ gì đó, mình cứ nghĩ là mình ngồi với hạng cuối cùng là nó an toàn, không máy bay nó có rớt thì cũng không sao, mình nghĩ trong đầu vậy đó. Đó, mình xong mình đổi chỗ cho ba cái cậu Việt Nam đó lên trên ngồi trên đó, mà biết không, ngồi trên đó vé mình mua là vé hạng nhất. Lúc ba cậu đó xuống á, đáp máy bay đáp rồi, mấy ba cậu nó chạy tới mình nói cảm ơn. Cảm ơn là được nhường cho cái ngồi hạng nhất, mình tụt xuống mình ngồi hạng bét của họ. Tại vì không biết sao bữa đó mình sợ quá, mình có cảm tưởng như nếu máy bay nó có rớt á thì là mình ngồi dưới này nó không sao. Mà đúng như cái dự đoán của mình luôn, là bữa đó chuyến máy bay á nó phải tạm dừng, nó xin dừng đáp ở một cái phi trường Campuchia, thì vì hết nhiên liệu. Thường thường làm gì có chuyện mà máy bay hết nhiên liệu đó. Mà hôm bữa đó máy bay đúng như là cái sự lo sợ của mình, đúng là ông bà phù hộ sao đó. Là tự nhiên hôm đó là máy bay nó nói là nó không đủ nhiên liệu để tiếp tục cho một đoạn đường còn lại, nó phải xin tạm dừng tại phi trường không biết là Campuchia hay là đâu, mình không nhớ, cũng gần Việt Nam mình đó. Để mà nó tiếp nhiên liệu. Rồi nó bị trục trặc cái gì nữa đó. Xong rồi biết sao không, bao nhiêu người người ta đi lên đó, phải đi ra máy bay, đi lên phòng chờ ngồi chờ. Không biết hôm bữa đó mình sao, mình sợ quá mình không xuống.
mình ngồi trên máy bay đó luôn, người ta đi xuống hết mình sợ quá mình ngồi cho nó luôn đó, không đi đâu luôn đó. Rồi anh tiếc anh thấy là mình ngồi đó thôi, giờ anh đâu có nỡ nào anh bỏ vợ bỏ con mà anh đi đi ra, thì anh cũng ngồi đó với mình luôn. Thì cái cô lúc mà mình nói để nhường cái ghế cái đó lại cho mấy anh Việt Nam kia đi đó, thì cái cô phi công á, nay không phải cô, cái cô chưa đẩy viên á, thì cô cũng kêu chồng mình là đi lên xem cái hàng ghế đó đi, hàng ghế đó ngon lắm. Thì anh tiếc anh đi lên đó anh xem, anh xem xong thì anh xuống anh nói với mình hàng ghế trên đó ngon lắm em ơi, ghế nó to rộng thoải mái hơn là ngồi dưới đây. Cái xong mình mới nói chứ thì nếu anh nói to rộng thôi anh lên ngồi đi để hai mẹ con em ngồi dưới đây, không biết sao em sợ lắm. Cái anh mới nói chứ đồng ý là nó to ngon thiệt, nhưng mà anh làm sao mà anh có thể đi lên đó một mình mà em để em với con ngồi dưới đây được, thì thôi em ngồi đây thì thôi anh cũng ngồi đây luôn. Đó, ghế nó chật nhưng mà là gia đình của mình. Xong anh tiếc anh cũng ngồi chung với mình luôn ở dưới cái ghế hàng bét, hàng bét, hàng Okonomi mà bét luôn á. Không biết là có cái điềm gì hôm đó tự nhiên sao mình sợ. Đó. Rồi từ đó, từ giờ trở đi á, từ sau đó trở đi á, my gosh, mình mua vé là mình mua vé hạng trên, mình ngồi trên không à. Là mình nghĩ có gì đâu mà sợ trời. Chỉ có một lần trong đời đó là mình lúa lúa vô cùng luôn á. Tại lần đầu đi máy bay mà không biết, đồng ý là lần đầu, không phải là lần đầu mình đi máy bay, mình có đi từ Nhật qua bên Na Uy đi bằng máy bay mà, chứ đâu phải là lần đầu. Mà không biết tại sao bữa hôm đó mình rất là sợ. À, là như vậy nè, lúc mình đi đó, hãng đó là hãng của Eru, hãng của Nga. Thì lúc mình tới phi trường á, trời ơi, mình phi trường của Nga mình thấy một loạt người Việt Nam hàng hà sa số, như là đi làm lao động ở Nga đó, bị đuổi, như là công trắc nó hợp đồng nó xong rồi đó, thì nó cho mấy người Việt Nam nó về nhưng mà không có vé máy bay cho mấy người Việt Nam đó về. Có nghĩa là người đó, những người Việt Nam đó phải chầu trực ở phi trường á, chờ có máy bay trống thì mới đi về được, mới về Việt Nam được. Thì lúc mình ra đó mình thấy trời ơi quá trời Việt Nam luôn, mình tưởng tượng mình không biết có chuyện gì xảy ra đó. Rồi đã như vậy rồi thì lại có thông báo rằng là không có chuyến máy bay để cho mình đi về Việt Nam theo như cái vé máy bay mà mình đã mua từ Na Uy đó. Thì nó nói là máy bay bị trục trặc, xong rồi nó đưa hết nguyên một cái đoàn người của mình á, người Na Uy của mình nè, những người mà từ Na Uy đi á, đi vô, đi lên xe buýt để đi lên xe buýt để đi về hotel. Rồi sáng hôm sau thì nó sẽ ra nó đón mình đó, rồi rồi đi chuyến máy bay khác rồi đi về Việt Nam. Rồi nó đưa vô một cái hotel gì á mà rất là hạ cấp, không có phải là hotel 5 sao hay gì đâu. Nguyên đêm đó hả, trời ơi nó ngứa ngáy mình, nó khó chịu đó. Mình không có ngủ được. Cho nên bữa hôm đó lúc mình ra phi trường á, lên tới máy bay rồi có cái gì đó mình sợ sợ. Mà lúc đó mình đi cũng vào dịp Noel đó nha. Trời ơi nó lạnh. Ở bên Nga, Soviet á, nó cũng lạnh lắm. Xe bus nó tới, nó đón mình phi trường á, nó tới nó đón mình, nó đưa tới hotel. Rồi từ xe bus mình đi vô cái hotel đó. Trời ơi tuyết nó trơn trượt, mà bữa hôm đó mình điệu điệu đó nha. Mình mang giày ống mà giày ống cao gót á, trời ơi, rồi mang hành lý xách tay nữa, nó trơn nó trượt mà nó nặng nó mệt mỏi. Cái lên máy bay cái mình sợ quá, mình ngồi cái ghế hàng ghế cuối cùng, mình cứ nghĩ là ngồi hàng ghế cuối cùng là an toàn. Trời ơi, trong đời ngu thì ngu có một lần thôi, đâu phải lúc nào cũng ngu đâu, mà mình nhớ hoài luôn nha, không bao giờ quên luôn á.
Nhưng mà lúc đó xong bây giờ mình nghĩ lại lúc đó mình thấy thương anh Tiết dễ sợ luôn á. Ảnh vì vợ vì con thấy vợ sợ thì ảnh cũng ngồi chỗ đó luôn. Chứ anh biết là cái hàng ghế trên là hàng ghế ngon mà. Nếu ảnh lên đó anh ngồi cũng được. Nhưng mà ảnh không có nỡ bỏ vợ bỏ con ngồi dưới này. Nên anh cũng ngồi cái hàng ghế dưới luôn. Tiền vé đó, là tiền mua tiền vé là mua tiền mắc mà ngồi ngồi ghế rẻ. Nghĩ ngu dễ sợ là ngu luôn. Cuốn gì cũng nhanh nha, tại mình cuốn bự á, nên nó nhanh. Một thố như vậy mình cũng sắp xong rồi, còn nhiêu đây nữa là xong rồi, nhiêu đây nữa thì cũng khoảng 4 cuốn nữa, 4 cuốn nữa là xong. Người Na Uy hỏi hỏi mình lắm, hỏi hỏi mình cách làm chả giòn sao, cách cuốn chả giòn sao đó. Thì mình làm video này cốt yếu là để mình cho mấy người bạn Na Uy mình á, họ xem để họ biết đó. Cách cuốn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà tại vì họ chưa có làm bao giờ á, cho nên họ thấy là nó khó. Mình thì mình làm thường xuyên rồi nên mình thấy nó dễ. Mình có thông báo trong sở làm của mình rồi, nếu mà một ngày nào đó trong sở làm của mình nó làm cái dàn bếp mới lại á, thì trong cái thời điểm mà làm dàn dàn bếp mới lại mà không có nhà bếp á, thì mình có nói với họ là mình sẽ làm bánh mì nguội á ở nhà đó, rồi mình mang lên sở cho họ. Nên mà đó là một cái hình thức mà mình có thể tiếp tục làm việc cho họ đó. Còn bữa nào ăn nóng á, thì mình nấu đồ ăn nóng ở nhà, xong rồi mình mang lên sở. Tại vì mình có đặt mua những cái máy mà hâm nóng, dự trữ thức ăn nóng á, những cái khay chứa đồ ăn nóng bằng điện. Những cái nồi súp hâm nóng súp bằng điện đó, mình có đặt mua hết rồi. Thì khi mà mình nấu xong á thì mình cho vô nồi bự, thì khi mình chở đi á, cái loại mà bự mình khi mình chở với những súp á, thì một cái nồi ví dụ như là 25 lít thì mình đổ vô đó khoảng chừng 15 lít thôi, thì nó còn lại khoảng cách 10 lít đó. Từ khi mình lái xe á, thì nó không có chồng chành, thì nó không có đổ, không có đổ ra ngoài. Hoặc là mình sẽ mua cái loại mà thanh mousse á, cái loại mà thanh mousse để mà đựng súp á, thì nó có cái nắp mà có cái khóa lại á, rất là an toàn. Khi mình đổ vô như vậy á thì nó vẫn giữ nóng được, mà nó có cái khóa cái nắp lại á, cho nên mình có chở xe đi á, nó có sốc á, nó cũng không có bị đổ ra ngoài. Đó là chất lỏng á, chất lỏng mà để mình di chuyển á. Chứ còn đồ ăn đặt thì bỏ vô hộp thì đậy nắp hộp lại được mà, đâu có sao đâu. Còn không, ví dụ như mà súp 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 tomato, ví dụ như tomato súp hay blomkohl súp vậy đi, thì mình nấu đặc biệt đấy, mình nấu cho đặc, xong rồi mình mang lên tới trên sở đó, xong rồi mình nấu ấm nước sôi đó, đó mình chế vô, mình chế vô, mình trộn lên rồi
mình để lên cái loại lò mà lò có thể di chuyển được á, lò mà một một bếp á, mình cắm điện lên mình hâm lên thôi. Còn nếu không nữa đó, thì mình mua loại súp mà súp súp bịch á, từng bịch bịch nhỏ nhỏ cho mỗi cá nhân á, rồi nấu ấm nước sôi rồi đổ vào thôi, từng bịch nó cho mỗi người á. Rồi là bánh mì bao ghép nữa, là họ có bánh mì rồi có súp, thì họ nói là nghe cũng ok, thì họ sẽ thông báo cái này lên cấp trên để cấp trên giải quyết. Thì khi mình đặt hàng á thì mình sẽ nói là hàng nó giao thẳng tới nhà cho mình, hoặc là nó cũng có thể giao tới cho sở. Rồi khi mình mang đồ ăn lên sở xong rồi thì mình lấy đồ ăn tươi về để mình làm cho ngày hôm sau. Nhưng mà tự vì nhà bếp thì nó đang sửa cho nên nó đâu có tủ lạnh chứa đồ ăn đâu, mà thức ăn có thể giao ở đó được, thì thức ăn nó có thể giao ở nhà mình, xong rồi mình làm mình mang lên trên sở, thì cũng như một hình thức gọi là dành mà con tôi đó. Nhưng mà cái mình của mình thì gọi là dành mà sức kinh đó, như vậy thôi. Rồi mình mang lên sở, thì cái ý kiến đề nghị của mình á thì họ nói là để họ thông báo nó lên cấp trên, rồi cấp trên sẽ bàn lại. Thì đương nhiên là họ sẽ tính là cái nào thuận tiện đó, vừa thuận tiện vừa rẻ, thì đằng nào mình cũng chạy xe lên. Nếu mà mình không làm ở nhà đó, mình nấu nướng ở trên sở, thì đằng nào mình cũng chạy xe lên sở, mà khi mình chạy xe lên sở thì mình chạy xe không. Thấy không, mà sáng mình phải dậy sớm nữa. Còn nếu mà mình làm ở nhà á thì mình cũng dậy sớm, nhưng mà mình làm ở nhà xong rồi ví dụ như 10 11 giờ rưỡi ăn, thì mình đi vợ cỡ 10 giờ rưỡi đâu kẹt xe đâu, 10 rưỡi đâu có kẹt xe, 1 tiếng đồng hồ là mình có mặt ở đó rồi, là mình có thể giao đồ ăn được rồi, mà mình cũng là công nhân viên của họ. Tại vì khi mình làm lâu rồi đó thì mình biết cái cá tính của mỗi người, họ thích ăn cái gì đó, mình biết rành biết rõ, cho nên mình có thể làm những món ăn tùy theo cho mỗi người được. Còn nếu mà nó đặt cái catering á, giao đồ ăn á, thì mình nghĩ là cái giá nó khác đó. Còn mình là công nhân viên rồi, mình làm lâu năm, mình làm ở đó một thời gian rồi, mình biết ai muốn cái gì, thích cái gì, cái khẩu vị của họ, mà họ cũng nói là họ thích cái nêm nếm của mình nữa đó, cho nên thì như vậy thì nó dễ hơn. Mà để chờ coi xem họ nói như thế nào. Đây là cái miếng cuối cùng đây, là xong rồi. Vừa làm vừa nói chuyện á cho nên thấy nó nhanh. Đây là miếng cuối cùng, mình cho sẽ cho các bạn xem một cái dĩa mà mình đã gói rồi xong rồi nó như thế nào nha. Làm xong là mình phải chiên ăn liền, quá bụng rồi. Buổi sáng mình có ăn, ăn trưa rồi, ăn một tô cơm với lại cái thịt cừu nấu với bắp cải. Mà lạ lắm, thịt cừu mà nấu với bắp cải mà càng nấu nhiều ngày càng ngon nha. Cái ngày đầu tiên nấu ra không ngon, nhưng mà càng nấu lâu ngày thì càng ngon. Đây, đây là thành quả của mình đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó, đây là thành quả của mình đây. Đó, từng bậc thăng cấp lên đây. Đó, xong bây giờ mình dọn dẹp, mình để cho nó hơi ráo một chút, xong bắt đầu mình chiên. Tại vì mình xếp so le như vậy nè,
cho nên nó không có, nó dễ ráo, ráo nhanh hơn. Đó. Nhiều chưa? Quá nhiều luôn á. Bây giờ là mình có thể dọn dẹp. Một số lượng chả giò mình sẽ chiên lên. Ăn đã đời luôn. Ăn đó mà. Mỗi lần mình làm chả giò là như vậy á, là một lần ăn cho nó đã đời, ăn cho nó ngán luôn à, xong rồi một thời gian lâu lắm mà mình mới làm lại. Cái bao tay này á dễ lắm, thoải mái lắm. Mình có cảm tưởng giống như là mình làm bằng tay của mình vậy đó. Mà khi mà bạn chiên dầu trên cái hơi nóng á, thì cái nhựa này nè nó teo lại, nó bó sát vô trong cái tay mình á, thì mình còn có càng có cảm tưởng là mình không có đeo bao tay á, mình rất là dễ sử dụng làm việc. Còn cái tô ngày hôm qua nè, tô hôm qua nè, đó, tô hôm qua nè, mình hâm lại một lần nữa là mình ăn. Nếu mình đặt, nếu mà mình đặt, mình đã đặt mua cái máy hâm nóng rồi đó, cái tủ hâm nóng rồi đó, mình chiên nó hơi như vậy thôi, xong rồi mình đưa vô cái tủ hâm nóng đó, đó để mình bán á, thì là nó vừa giòn chứ nó không có bị khô. Nếu mình chiên quá đà đó thì mình đưa vô cái tủ á, mình hâm nóng lại á, thì là nó sẽ bị khô. Ok. Thôi đêm rồi đó. Bây giờ mình ăn xong rồi, nếu mà mình chiên xong, xong mình ăn xong, nếu mà thấy trời còn nắng đẹp thì mình đi tảo bộ một chút. Ok. Thôi đêm. Bye bye. Mình mở bao tay ra thì mình mới tắt được máy. Còn bao tay thì mình không có tắt máy được. Cái bao tay này mình rất là thích, rất là hợp.